Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Bây giờ mình vô mình cứu anh người sát trước rồi đó. Không ổn rồi. Quá là căng thẳng rồi. Zombie nó bắt đầu xuất hiện tràn lan ở bên trong chỗ ở mình rồi ha. Quýnh nó đi anh người sát. Trời ơi, con nó trâu chưa kìa. Ui, sau lưng nữa. What the hell? Nó đột biến quá rồi. Nó có thể xuất hiện tràn lan hết trơn á. Sợ thật. Người sắt chịu muốn không nổi rồi đó. Nè, ở đây nữa nè. Không được rồi. Rồi, và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục chơi tiếp Minecraft sinh tồn tận thế zombie ha. Hên là mình vô kịp, không anh người sắt này chắc cũng đi luôn rồi. Trời đất ơi. Quá là ghê gớm luôn. Nè, người sát các thứ đều đã bị đánh trọng thương rồi đó. Nè, bồi bổ lại. Đó, để có sức bảo vệ dân làng nha. Biết sao không, mình đã lường trước được tình huống xấu số này nên mình đã nhốt cái bác dân làng này vô góc rồi á. Không thôi là pha đó bác đi đai rồi đó. Trong cái đợt xâm lược của zombie này thì có vẻ là hai anh người sát đã không vượt qua nổi rồi. Tại vì trong đây tới 4 người sát mà bây giờ chỉ còn có 2 thôi ha. Trời đất ơi, khủng khiếp thiệt sự luôn. Đó, các bạn cũng thấy rồi đấy. Tình hình là zombie á, bây giờ nó xuất hiện rất là tràn lan và không có lường trước được. Thành thử ra mình cần phải có những khẩu súng có sát thương mạnh, tương tự như khẩu súng bắn tỉa của mình, mà lại có khả năng bắn một phát chúng liền như khẩu súng Tesla. Nên hôm nay thì mình sẽ cố gắng đầu tư một cái khẩu súng mới ha. Bộ khẩu súng này thì có vẻ nó khá là hợp với cái set đồ 4 muối của mình nè à. Nhiều bạn bảo là mặc set đồ này vô là mình được 4 muối các thứ ha. Nghe cũng hợp lý đó. Nên ok, giờ thì chắc mình sẽ bắt đầu vào cái khâu chuẩn bị nguyên liệu làm khẩu súng này thôi. Nhưng mà xem sơ qua thì ở nhà mình nó không có loại khoáng sản cần tìm. Đó chính là titanium ha. Đây, mình cần phải đào những cái quặng titanium nè. Quặng này thì nhà mình không có một cục luôn. Khá là sukana. Không biết có nên dẫn bé Ripper đi theo không nữa. Ừ, khoan. Nhắc Ripper mới nhớ. Mình thử mình cho bé Ripper ăn ăn thuốc súng thử coi. Nè. Ồ, mình cho bé Ripper ăn, bé Ripper lên máu nè. Được nghe. Được. Rồi, full máu rồi. Hết cho ăn được rồi. Wow, và khi full máu thì Ripper sẽ có được 2, 4, 6, 8, 10 trái tim. Là bằng mình á. 10 trái tim là cỡ 20 máu á. Wow. Rồi, lên giường nằm đi. Trời. Leo lên lá đi nè, mới chịu hả? Nhưng mà sao Ripper không lớn á? Cứ chút ẻn như vậy à. Thôi tốt nhất là ở đây đi, chứ ở trong kia thì nhiều khi gặp mấy con zombie nó ăn thịt Ripper luôn á. Rồi, nãy giờ lo việc gia đình xong rồi, giờ thì mới lo đi đào khoáng sản nè. Đang ban ngày nên đi đào nó cũng khá là tiện á. Đi. Aluminium. Tin. Aluminium, trời đất ơi. Cái hàng tao đùng mà không có titanium, toàn là mấy quặng giống titanium thôi. Nó cũng màu trắng trắng giống vậy ha. Làm mừng hộp hoa tèn. Trong đây có không? Kìa, ở dưới có trắng trắng nữa. Titanium. Trời, lại là tin. Rồi, nguyên cái hang vậy bự gì mà không có titanium ha. Có lừa mình không vậy? Zombie. Này thì zombie hả? Thôi, đi kiếm cái hang khác coi, hang này không có rồi. Sẵn tiện. Ủa, đây có làng nữa hả? Ái chà chà, ở đây có làng. Ui, được vậy. Còn có rất là nhiều dân làng nữa nha. Ui, trong đây còn có một khẩu súng nữa nè. BR3. Lượm luôn, và rất là nhiều sắt. Đây là điều mình rất là thích ha. Bế mấy bác dân làng được không? Vẫn không ẩm được. Mặc dù bây giờ mình đã lên muối rồi, mình có bụng 4 muối rồi, nhưng mà vẫn không đủ để ẩm dân làng về ha. Cày thiệt chứ. Ồ, đây nó có cái khe nứt. Kìa, zombie xuất hiện nữa rồi. Ây, căng thẳng vậy.
mình tiêu diệt bớt thôi, để thôi mà hồi nó gặp gặp ngôi làng là nó vô làng nó ăn thịt dân dân làng ấy. Tiêu diệt trước vẫn tốt hơn á. Rồi xong phiên mình đã giúp dân làng một lần rồi, hy vọng giúp làng xong thì mình sẽ gặp nhiều may mắn khi mà đi đi tìm titanium á. Đây đây, lỗ xuống cái hang tìm liền nè. Ui đây nè, đây nè, đây nè. Trời ơi, gặp titanium rồi. Titanium thì nó sẽ khác mấy quặng kia một xíu, là nó có thể chuyển động nhẹ nhẹ nè, nó chớp chớp một xíu ha. Được mấy titanium đây? 3 titanium hả? Ờ, cái này về thì mình phải cho vô một cái máy nữa để mình lấy cái axit, rồi từ axit này mình mới có thể làm ra được titanium nha. Căng thiệt. Ui, có cái lầm spawn. Oh my god. Hên. Mình chưa xuống dưới. Không là đi bán muối dưới luôn rồi. Tin tiếp. Tính ra mình tìm titanium nó hơi bị căng đó nha. Mất gần 10 phút mà tìm được có 3 titanium thôi. Đây thì có thêm một nữa nè. Alo. Wow. Vậy là nãy giờ mình được 10 titanium rồi đó. Ô. Ê, mình cảm giác xuống hang nó ủa gì vô khu mỏ nó dễ tìm hơn trong hang ấy. Mình đã được 21 titanium rồi nè. Ê. Biết cách tìm titanium dễ rồi. Có bí quyết rồi. Để mình lượn lờ trong khúc này coi có còn gặp không. Hấp dẫn vậy. Hấp trên ốc. Đó, 29 liền. Ui, quà tặng kèm. Con nào xuống đây. Quà tặng kèm nhiều vậy. Đào titanium tặng kèm zombie hả? Thôi cái này giữ lại đi, không cần đâu. Tặng kèm gì thì có ngày đứng tim mất. Nó có hẳn một cái spawner luôn nè. Bảo sao. Ui cái spawner. Cái đường trong spawner bèo quá. Không có đồ gì giá trị hết. Còn có công trình kế bên nữa. Thôi tha cho công trình đó. Giờ mình đang tập trung chuyên môn. Đang hên, tìm được 29 titanium. Hầu hết là tìm được trong cái khu mỏ này thôi á. Nên mình phải trân trọng cơ hội này mới được. Kiếm càng nhiều càng tốt ha. 5 minutes later. Và để tiến hành làm ra được những cái titanium ore này thì mình cần phải có một cái khu vực làm việc liên quan đến cái loại khoáng sản nữa. Và cái này thì xây nó khá là chiếm diện tích luôn. Mình đã dời mất cái khu vực rương ở đây rồi nè, để cho nó trống không tí á. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu xây bình thường ha. Mình sẽ bao bọc nó lại. Ở giữa thì mình sẽ ốp một lớp kính. Và trên cùng là một cái lớp housing ha. Đây. Nó sẽ trông như vậy. Và khi mình kích hoạt lên. Hình như mình còn thiếu. Nó tới 2 lớp kính lận. Nếu mà mình xây không có đúng á, là nó sẽ không có kích hoạt được ha. Nó giống như cái máy khắc laser để làm ra những cái đạn súng Tesla á. Nó na ná như vậy. Vậy là mình thiếu một lớp kính ở đây. Rồi hiểu luôn. Đắp vào. Kính nữa. Rồi đủ rồi nè. Giờ thì kích hoạt lên. Ta da. Mình đã xong rồi. Trời ơi, nhìn đẹp ghê á. Và cái này thì nó khá là phức tạp ha. Ở đây thì mình cần phải cung cấp điện cho nó nữa cơ. Ok. Tốc độ nạp điện vô cái máy này cũng khá là lâu á. Mình sẽ cho nó tiếp tục nạp điện vô đây. Rồi. Ở đây thì muốn để làm ra được những cái axit này. Ủa những cái titan này thì mình cần phải có axit ha. Thì nó mới có thể kiểu như làm được. Mình coi công thức coi. Nè. Ở đây mình cần phải có cái creeper axit ha. Cái này thì hơi khó. Mình phải làm từ slam. Những cái bóng chất nhờn. Rồi mình kết hợp nó với hình như là những cái bột nhuộm màu xanh lá cây. Đó.
chúng ta sẽ tạo ra được cái biomass nè. Đây, đây chính là những cái biomass nè. Rồi từ những cái biomass này thì mình sẽ kết hợp thêm với cả thuốc súng nữa, thì nó mới tạo ra cái dung dịch Reaper Acid. Nó rất là rườm rà và phức tạp luôn. Rồi dục vô đây, cho hai này vào chấm nước tiếp. Rồi chuẩn bị, chúng ta sẽ có được cái dung dịch Reaper Acid ở đây nè. Cái này mình múc ra cái gì ta? Ồ, lấy cái xô mình múc được ha. Cho vô đây. Đúng không? Không không, cho vô đây. Cho vô đây. Ngồi sao chấm cái này vô. No. Thôi giờ mình lo làm tiếp những cái acid nha, mình sẽ thử đổ ra coi. Ui. Ui đúng là acid của khác, đụng vô phát là mất máu nha. Ghê thiệt. Giờ thì mình sẽ làm thêm một cái bộ phận nữa gọi là Reactor Chamber Heat Ray Focus nè. Tên nó dài thiệt. Cái này thì cũng đặt trong cái máy này ha. Gắn vô. Cái vấn đề ở đây là mình vẫn chưa có. Ui, có chung. Acid đổ tùm lum tùm la, nó hư máy hết á. Nó vẫn không chịu chạy lên nè. Kỳ vậy ta. Sau khi hỏi chị Google các thứ thì bây giờ mình đã tìm ra một giải pháp để mình có thể châm được cái acid vô trong rồi. Nhưng mà không có chắc 100% nha. Chị Google chỉ sao thì mình làm vậy thôi. Đầu tiên mình cần phải có cái bình để chứa acid nè. Thứ hai có cọng dây để đưa vô cái máy. Chứ mình đưa thủ công vô thì nó không chịu. Khổ gì đó. Rồi giờ mình sẽ múc acid mình đổ vô thôi. Múc acid mình đổ vô cái bình này ha. Trong đây thì mình cũng được khá 14 xô lận. Đó, acid nó dâng lên một xíu nè. Rồi sau đó mình sẽ cho cái quặng titanium mình vô ha. Cho thử một cái thôi, cho an toàn. Giờ mình sẽ đưa mực acid này lên một xíu. Ủa sao nó không chạy vậy? Ủa sao acid nó không vô trong vậy? Đáng lý ra là acid nó phải chạy lên chứ. Đằng này mình ấn lên 40% thì nó không chịu chạy nè. Ok. Ủa keo này bài keo khác. Mình thì hơi bị lì. Rồi chuyện này thì mình sẽ đổi cách khác ha. Cây tế nhờ. Sẽ nối cọng dây lên đây. Đặt cái bình chứa acid lên chỗ này. Thử cái nữa coi. Acid để vô đây. Đây rồi. Các bạn ơi, acid nó bắt đầu vô rồi. Yeah, đã nha. Được thật sự. Rồi, giờ thì mình sẽ châm thật là nhiều acid vô. Trong đây hiện tại có 4 xô nè. 5 xô, 6 xô, 7, 8, 9, 10. Rồi 10 xô đi. Rồi mình sẽ bắt đầu cái quá trình kiểu như là tạo ra những cái quặng titanium mà xịn ha. Cái này mình phải có cái tròn tròn này nè thì mới được. Mình sẽ nâng mức phần trăm lên 30%. Đó. Nó đang làm titanium cho mình đó. Nè. Vậy là thành công rồi. Cho hết titanium vô thôi. Tuyệt vời quá đi. Nè, nó đang làm rất là nhanh nè. Phải có đủ acid thì nó mới làm được ha. Rồi. Cứ đó mà làm. Trời, nhìn cái quá trình này đã ghê á. Không uổng công mình dành thời gian nhờ chị Google chỉ. Nãy giờ được bao nhiêu rồi ta? 16 rồi. Cái titanium này khi mà mình làm sạch nó thì mình vừa có titanium nè, mà vừa có thêm sắt nữa. Cũng khá là hay ấy chứ. Mà nó cũng không có tốn quá là nhiều acid ha. Một lần thì nó tiêu tốn cỡ mình coi. Một lần nó tốn có 100 thôi à. Như đây chắc mình làm được mấy stack titanium luôn á. Ui được 32 titanium ọt rồi nè. Giờ cái này thì mình chỉ cần đem nấu nó thôi. Đúng không? Chính xác. Chỉ cần đem nấu là chúng ta sẽ có được những cái titanium ingot. Yay. Sắp thành công rồi. Trời đất ơi. Cuối cùng cũng có được những cái foil titanium đầu tiên ha.
mất rất là nhiều thời gian để có được nó đó. Và cái phôi này thì mình chưa có chế tạo được đâu, mình còn phải đập nó nữa cơ. Mình sẽ cho nó đập những cái titanium ingot này ra một xíu để tạo thành những cái titanium blade á, những cái miếng titanium á. Rồi, ở đây gần xong chưa? Ồ, ở đây nó cũng xong rồi nè. Ồ, nhanh quá ta, thích ghê. Rồi, được bao nhiêu? Đó, chúng ta đã có 6 cái titanium blade trong thời gian rất là ngắn rồi ha. Bên cạnh những cái titanium blade thì mình cần phải cho thêm một cái loại vật liệu khác thì mới có thể làm được khẩu súng ngày hôm nay ha. Đó chính là những cái Ghost Rifle Slug nè. Đây, đây là một trong những nguyên liệu rất là cần thiết luôn. Bên cạnh đó thì cần phải có thêm cái Ghost Rifle Barrel. Cái này thì làm từ carbon ha. Khá là mát đấy. Nhưng mà không sao, tầm này thì mình lo được. Các bạn cứ yên tâm. Carbon 6 cái. Này. Như vậy đúng không nhỉ? Chính xác rồi. Ồ, 6 cái thì làm được có một thôi hả? Giờ phải lấy thêm 6 cái nữa. Rồi chúng ta sẽ có được 2 cái carbon barrel ha. Từ 2 cái carbon barrel này mình cần phải kết hợp thêm với 2 cái miếng titanium nè và 4 cọng dây vàng. 4 cọng dây vàng. Rồi làm luôn. Ồ, nó còn thiếu cái bản mạch. Bản mạch. Có bản mạch. Xong. Giờ có được 3 vật, 3 nguyên liệu rồi. Khẩu súng hôm nay mình tiết lộ luôn ha, đó chính là khẩu Ghost Rifle nè. Khẩu này thì đó, các bạn cũng thấy công thức rồi ha. Nó cần phải có thêm một cái carbon receiver nữa. Ồ, 3 cái carbon. Một cái ốc vít với một ít hắc diệm thạch thép. Đây. Xong, có luôn khẩu súng chứng vỏ. Rồi, giờ thì mình chỉ còn thiếu là cái gì nhờ? Bản mạch với cái bán thôi. Ui giời. Ui, coi cái bán lại. Cái bán thì dễ rồi. Đây, mình làm luôn. Chuẩn bị. Tốn bao nhiêu thời gian thì cuối cùng khoảnh khắc này cũng sắp diễn ra rồi. Giờ thì còn thiếu mỗi cái cục pin thôi á. Đợi mình xíu mình đi lấy pin. Pin đây, hôm bữa sạc còn chưa lấy ra xong hết nữa nè. Đó, có pin, có pin. Ta-da. Đủ rồi. Giờ thì chúng ta cùng nhau chế tạo khẩu súng thôi. Đây, Ghost Rifle ha. Cái tên đầy đủ nó là Gauss Rifle. Còn tên mình đọc là Ghost Rifle, không biết có đúng không, nhưng mà mình cứ đọc tạm là vậy đi ha. Đây là một khẩu súng với sát thương là 40 lận. Ui giời ơi, nó nè, đẹp thật sự luôn ấy các bạn ơi. Không uổng công mình tốn biết bao nhiêu thời gian để làm ra nó. Và đây là khẩu súng bắn tỉa nha. Nhưng mà nó có thể bắn khá là nhanh á. Một băng thì có 8 viên lận. Kìa, nội scope thôi là mình thấy xịn rồi đó. Nè, zoom một phát tới anh người sắt luôn, nhìn rõ luôn nè. Trời ơi. Lại khoe với bác nhân làng này tiếp. Không thể nào mà không khoe được. Nè, hôm bữa là khoe máy bay đúng không? Bữa nay khoe súng mới nè. Ghê chưa. Bác thử không? Bác thử viên không? Úi. Nói chơi chứ ai mà nỡ bắn bác dân làng này. Mặc dù bác này có điểm gỡ thiệt nhưng mà không có nỡ bắn đâu ha. Giờ thì mình sẽ không chần chờ nữa. Mình sẽ vác khẩu súng này đi quẩy thôi. Súng 40 sát thương mà không đi quẩy thì hơi ổn á. Lý do mà mình phải cất công bỏ biết bao nhiêu thời gian để làm ra khẩu súng 40 sát thương này là tại vì zombie bây giờ nó đã đột biến rồi, các bạn cũng thấy đấy. Có con nó lên tới 50 máu. Mà súng mình có 40 sát thương là bắn tới 2 viên mới chết lận. Rất là khó ha. Nè, chẳng hạn như con này nè. Đó, súng 40 sát thương bắn một viên là chết liền. Nhưng mà đối với con full máu thì sao? Không có con nào full máu vậy. Kì vậy? Con này thì 30 máu là bắn một viên chết ha. Ok đấy chứ. Khá là được á. Chắc phải đợi cho trời tối một xíu thì mình mới test được sức mạnh thiệt sự của khẩu súng này. Nó tới 40 sát thương đó. Thích bắn không? Thích bắn súng không? Ui cái súng này mạnh. Thực sự ấy. Ôi có kim cương nữa nè. Kiếm thêm. Cẩn thận.
tranh thủ kiếm thêm. Nói chứ giờ mình cũng thuộc dạng nghèo chứ không phải giàu có gì đâu. Mình... Ồ, 5 quặng kim cương luôn à. Em ru. Hợp lý thật. À, ở đây có xương đen nữa nè. Ui, xương đen bắn một cái không chết. What the hell. Đó, các bạn thấy chưa. Kìa, con phun giáp là bắn một phát không chết nổi đó. Hai phát mới chết. Tính ra cái súng mình cũng không thực sự quá là mạnh đâu. Nè, ở đây có quặng uranium nè. Quặng này xịn lắm á. Để làm súng dữ á. Ui, gà này đi. What? Có đạn rồi. Oh my god, nó không có dùng energy cell, nó dùng cái rifle slug á. Ghost rifle slug. Cái đạn này nè. Mẹ đất ơi, giờ phải đi về chế tạo đạn, hết đạn rồi. Người nhà quê thiệt sự. Rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Quê một cục, to đùng luôn. Hết chuyện thiệt. Rồi, cho đạn vô. Tại vì giờ mình thường xuyên dùng cổ này á, nên mình chịu khó đem nhiều đạn xíu. Rồi, gài đạn coi. Đó, lên đạn liền. Ui giời ơi, hồi nãy lỡ kỹ thuật thôi. Giờ thì mới thiệt sự là có thể quẩy nè. Mình để ý nha, mấy cái chỗ thấp như vậy rất là dễ gặp cái quặng uranium ấy. Reaper thì khỏi nói rồi, một hit là đi luôn. Thêm chỗ có kim cương nữa nè. Sẵn tiện mình... Ôi dạ. Sẵn tiện ghé rồi, lấy thêm ít kim cương về. Ôi, nãy mới khen là có nhiều uranium, giờ hết gặp uranium luôn rồi. Kỳ nha. Ồ, có táo vàng. Hợp lý. Đồ ăn các thứ. Lượm luôn. Khối vàng nữa nè. Ui, rồi gớt hết khối vàng rồi. Cái này nó công trình nó dính nhau nữa chứ. Khối than nữa nè. Được quá ta. À, mình biết rồi. Đây là cái hang khoáng sản giống như những lần trước mà mình gặp nè. Vô đây thì có rất là nhiều khoáng sản cho mình đào luôn ha. Zombie hả? Không biết nó có bắn xuyên được hai con một lượt không ta. À, có vẻ cái này nó không bắn xuyên được nha. Rồi luôn. Một nhược điểm khác của khẩu súng này là nó không thể bắn xuyên được hai mục tiêu. Ồ, có xương. Công trình này có con xương cổ đại. Ê, Tàn đời nó rồi. 2 viên. 3 viên. 4. 5. 6. Đừng cản mình xuống mình giáp lá cạ cho nó luôn. Vô, bật có. Giáp lá cạ nè. Vô. Ui, bắn hụt. Vô. Lụm cục kẹo con boss này bữa nay luôn. Vô. Ui giời. Ui, bữa nay nó cho mình thêm cái cục gì á. Tính ra cầm cái súng mới này bắn cái con boss cũng mất khá là nhiều máu ha. Nhưng mà nó vẫn không thể one hit được những cái con zombie mà nó full giáp. Điều này mình không thích tí nào cả. Phải chi nó full one hit được mấy con full giáp thì hay á. Tiếc quá, nó không đủ mạnh như vậy. Để hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi quánh boss Wither bằng súng với mình á. Trước giờ toàn đánh boss Wither bằng kiếm, bằng cung các thứ. Chứ đã bao giờ mình bắn boss Wither bằng súng đâu. Hôm nay là một trải nghiệm hoàn toàn mới của mình ha. Rồi, đi thôi nào. Mà hình như đang trời tối á. Ổn không? Có nên đánh liền luôn không? Hay là đợi trời sáng? Chứ giờ là mình thấy bên ngoài quái nó hơi bị nhiều rồi đấy. Nhìn hơi chướng tai gai mắt đấy, thấy chưa? Zombie 50 máu là một viên không chết nổi. Mấy 2 viên. Đói, 2 viên mới chết. Còn mấy con nhóc nhóc này hả? Nhóc nhóc này thì 1 viên. Mình cứ phân biệt ra đi. Zombie mà nhìn thấy bự bự con là 1 viên. Còn mấy con mà nhỏ nhỏ, chẳng hạn như con đó đó, con đó thì tới 2 viên lận. Bây giờ mình cũng phân loại zombie được rồi. Còn riêng cái thanh niên này là 2 viên, chưa chắc gì chết nè. Úi, hình như thanh niên nó yếu máu rồi sao á. Thanh niên mấy cưa các bạn nhớ không?
rất là ghét thanh niên đó luôn. Ổn không ta? Ui, con xương đột biến. Xương đột biến nè, một viên, hai viên. Ui, nó thấy mình luôn kìa. Ghê chưa? Nhưng mà sao bắn tới được? Mình có súng thì mình mới bắn tới thôi. Nó tôi gì? Kìa nó, ui, nó bắn tới thiệt. Láo tét. Ây da, nó bắn dính quá. Ôi, nó lọt xuống dưới nước rồi. Mình sẽ gán bắn hạ nó. Ôi, nó chết chưa? Chết rồi. Này thì xương nè. Ê, để mình lượm mấy bộ phận của nó coi được không. Mình không biết bộ phận của nó rơi ra chỗ nào á. Con xương đó, nếu mà mình nhặt được các bộ phận của nó, mình có thể làm được áo giáp ấy. Nhưng mà hổng ra mình bắn thì mình không có nhận được á. Thôi không liên thai lương thiên nữa, chắc mình đánh boss winner luôn đây. Mình đánh trong thành phố đi. Ui ui, đánh trên sân thượng hay sao ta? Kiếm chỗ nào mà ít quá một xíu để dễ chơi một xíu. Rồi mấy con này né ra nha. Né ra nha. Đừng có giỡn mặt. Rồi. Chiến nào. Trận chiến giữa mình và boss winner sẽ diễn ra ngay trên sân thượng. Ngay lập tức thôi. Đó. Boss Winner trong tận thế zombie liệu rằng sẽ bị hạ gục hay là mình sẽ bị nó hạ gục đây? Đâu rồi, đâu rồi? Ui, ui, nó bay như Boss Winner nè. Ao, 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 ao. Đọ súng không? Từ từ, từ từ, để mình đạp đạn cái hả? Vô, ui, khó bắn chúng vậy. Này thì Boss Winner. Boss Winner nè. Giỡn mặt hả? Giỡn mặt. Giỡn mặt. Giỡn mặt hả? Có đạn. Trận chiến trên không. Boss Winner. Vô đây. Ui, không ổn rồi, đổi súng thôi. Hết thấy đường rồi. Mình hết thấy nó rồi. Mình bắn đại luôn á. Nó tàn hình rồi. Đây nè. Đâu rồi. Nó đâu? Chết chưa? Ồ, chết rồi. Yes. Mình đã đánh bại được Boss Winner rồi. Tuyệt vời. Ủa, rồi cái sao nó đâu? Đây, cái sao đây? Trời đất ơi. Khổ thiệt. Đó, mình đã có được cái sao rồi. Trong tương lai cái sao này sẽ được mình sử dụng để chế tạo ra... Thôi không tiết lộ không ta. Thôi lỡ rồi tiết lộ luôn. Đây. Cái cục này. Tiết lộ tới đây thôi nha, không tiết lộ nữa đâu. Rồi, còn giờ thì Kraken. Ở dưới biển đang có con Kraken gì cơ. Ở đây có một con nữa. Ui. Thủy quái. Vô. Chiến thử. Chơi Kraken luôn. Kraken hả? Bắn Kraken luôn á. Mình mà ngán Kraken đó sao? Kraken hả? Lấy mấy khoang Kraken luôn. Cờ Kraken hả? Giỡn mặt với lọc bốn muối. Lụm nó liền. Tính nóng vô công cao mà. Wow. Nay mình còn hạ được Kraken cơ. Nó có rơi ra đồ gì cơ? Nhặt thử coi. Wow, cái khiên Kraken. Wow, mình biết rồi. Khi mình cầm cái khiên này mình sẽ có thêm trái tim. Ui. Hợp lý nè. Ở dưới này còn con nữa để mình xử nó luôn. Mình bắn cho nó thở oxy luôn. Ship cho Kraken một bình oxy. Ngợp quá. Sao mà chịu nổi. Hồi xuống. Mình khoan nó luôn đi. Mệt quá. Bắn biết chừng nào. Lại đây. Lợi đây. Khoan lũng bụng nó luôn á. Rồi xong phim. Và nếu được lựa chọn thì các bạn sẽ lựa chọn khẩu súng Ghost Rifle này hay là khẩu súng Tesla.
Mình thì chắc mình sẽ vẫn chọn khẩu Tesla nha. Tại vì khả năng tấn công nhiều mục tiêu trên cùng một lúc á. Nhưng mà xét về sát thương thì mình vẫn thấy khẩu God Rival khá là khỏe ha. Và ngày hôm nay đặc biệt hơn là mình còn sở hữu một cái khiên. Sau khi tiêu diệt được một con quái vật Kraken á, nó giúp mình tăng lượng máu lên. Và nhờ đó khả năng sống sót của mình trước đại dịch zombie này cũng sẽ tăng lên rồi đó. Thật là tuyệt vời. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Tuy hôm nay chúng ta trải nghiệm khẩu súng này chưa được nhiều ha, nhưng mà trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng dùng nó nhiều nhất có thể luôn. Còn giờ đi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong tận thế zombie. Bye bye.